điểm của sự kiện đó chính là chiếc Patek Philippe 6300 Ngọc Lục Bảo cùng 20 chức năng phức tạp. Phía sau lưng tôi đây chính là thương hiệu Patek Philippe, thương hiệu đồng hồ độc lập truyền thống mà ai cũng mong muốn được sở hữu. Năm 2023, chúng ta có một số điều bất ngờ đến từ Patek Philippe. Và những điều bất ngờ đó là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Sau đây thì chúng ta hãy cùng tham quan một vòng gian trưng bày của Patek Philippe. Đây chính là bộ sưu tập Nautilus rất là hot trong mấy năm trở lại đây. Và chỉ còn 3 năm nữa thôi thì chúng ta sẽ có một phiên bản kỷ niệm 50 năm đến từ bộ sưu tập Nautilus. Chắc hẳn nó sẽ là một bom tấn. Đây là mẫu đồng hồ quốc dân 5712 phía trên là một face. Sẽ có 5811, nhưng chúng tôi đặc biệt yêu thích phiên bản 5740 với chức năng lịch vạn niên. Và đây chính là bộ sưu tập anh em với Nautilus, đó chính là Aquanaut. Năm nay Patek Philippe giới thiệu phiên bản mới, đó chính là phiên bản Chronograph vỏ vàng hồng với mặt số chocolate. Điểm đặc biệt của Aquanaut đó chính là chúng ta sẽ thấy đa phần đồng hồ sẽ sử dụng dây cao su. Con gà đẻ trứng vàng của thương hiệu đó chính là bộ sưu tập lịch thường niên. Ở Việt Nam chúng ta rất là quen thuộc với phiên bản 5396 hay là 5205. Tuy nhiên là tôi rất ấn tượng với phiên bản lịch thường niên có mã hiệu là 5326 với kim Sintering, rất là đẹp mắt. Và khi nhắc đến chức năng lịch vạn niên, chúng ta không thể bỏ quên được thương hiệu Patek Philippe. Ở hàng trên, ba chiếc đồng hồ đó chính là chức năng lịch vạn niên với cỗ máy tự động. Ở phía dưới chúng ta sẽ có những chiếc đồng hồ World Time Chronograph. Bên trái đó là những chiếc đồng hồ Pilot với chức năng Travel Time. Và đây chính là sản phẩm mới của năm nay. Chiếc đồng hồ 5224 với lớp vỏ bằng vàng hồng, mặt số màu xanh và cỗ máy có rotor dạng khuy áo, mini rotor. Kim của chiếc đồng hồ này là kim dáng ống tiềm, Sirin. Đây là những chiếc đồng hồ Chronograph với chức năng lịch vạn niên. Ở phía trên, 5 chiếc đồng hồ chúng ta đang chiếm ngưỡng mang mã hiệu là 5270 và 5271. 3 chiếc 5271 ở đây chúng ta sẽ có vành sapphire, ruby đỏ và ngọc bảo. Ở phía bên trái chúng ta sẽ có những phiên bản Chronograph Kef rất là phức tạp. Và ở giữa đó chính là phiên bản 5905, phiên bản mới nhất được ra mắt năm nay cho dòng Chronograph máy tự động lịch thường niên. Đây là bộ sưu tập được coi là kiệt tác đến từ thương hiệu với những chiếc đồng hồ đỉnh cao cơ khí. Chúng ta đang chiêm ngưỡng những chiếc đồng hồ có chức năng như là điểm chuông, vạn niên, tourbillon. Ở phía trên chúng ta có hai chiếc 5208 vàng trắng và vàng hồng. Ở giữa trung tâm chúng ta có chiếc 5304 với chức năng điểm chuông và lịch vạn niên, mặt số làm dạng skeleton và vành kim cương bracket. Ngoài ra bên tay trái chúng ta sẽ có một phiên bản với chức năng điểm chuông tourbillon gốc 6 giờ. Phiên bản này khá giống phiên bản kỷ niệm Singapore. Càng di chuyển về phía bên trái, chúng ta càng được chiêm ngưỡng những chiếc đồng hồ phức tạp hơn. Như đây là chiếc đồng hồ 6002R với những lớp vỏ được chạm khắc, chức năng tourbillon, điểm chuông, lịch vạn niên, rất là phức tạp. Ở trung tâm của khu vực này, đó chính là hai chiếc đồng hồ có thể nói là hai mặt 6300. Cỗ máy của hai chiếc đồng hồ 6300 này là những cái cỗ máy được coi là phức tạp nhất trong đồng hồ đeo tay của Patek với hơn 20 chức năng phức tạp. Phía bên trái đó chính là chiếc Patek 6301 với chức năng Grand Sonnerie, báo giờ bằng âm thanh. Trong những chiếc đồng hồ siêu phức tạp được giới thiệu năm nay thì Patek có giới thiệu tận 2 chiếc 6300, trong đó có một chiếc được nạm vành bezel từ ngọc lục bảo và kim cương. Ngoài ra thì có một chiếc không có đá quý nhưng được làm từ hai loại chất liệu vàng là vàng hồng và vàng trắng.